ở lò nướng thịt. Ngày chủ nhật trời đẹp cho nên tập trung anh em lại mở lò nướng thịt. Đang đi qua phải không? Đem bể rồi. Không chịu thời tiết. Để mấy năm rồi. Mấy năm ở ngoài trời á. Lúc 2012 lạnh quá. Trời. Chở dục mệt á. Này cho đẹp. Xin mời mọi người nướng thịt. Bây giờ mình sẽ nướng mấy cái này. Có tôm. Rồi có gà. Rồi mấy cái đồ đồ hàng bông. Ớt chuông nè, mướp nè. Xúc xích, bắp. Rồi mình phải hai lửa lên nó được. Trước khi nướng thì mình phải để cho nó thời gian cho nó lửa nó hừng lên đã. Bây giờ mình đi tham quan vòng nha. Cho thăm cây táo của mình với cây mận nè. Kế bên luôn. Cây mận hôm rồi hái cũng còn có vài trái thôi, hái cũng nhiều lắm rồi. Cao để cho con nít nó chút nữa, con nít nó ra nó hái, cho nó hái nó chơi. Tại vì cây này năm nay cũng ra nhiều mà mình hái được mấy đợt rồi cho nên nó cũng còn nhiều lắm. Đây còn đây, cây táo của mình bây giờ nó trái nó cũng to rồi nhưng mà chưa có chín, tại vì táo này táo đỏ nó hơi hồng hồng như vậy thì chưa có hết, trái cũng hơi nhỏ, cũng cỡ khoảng chừng cả tháng nữa, mấy tuần nữa mới có thể ăn được. Cái gì đó ẩn móc nó đỏ hoe hết. Trên kia sai lắm. Năm nay nhiều mà trái lại tốt, không có bị hư, không có bị sâu ăn. Dâu hết trái rồi. Đây là dâu tây. Mai mốt con sẽ làm clip leo góc nhà. Ngồi làm lắc mới được. Táo lắc.
người ta xoài lắc, mình làm táo lắc. Chúng ta ăn tươi luôn, không có thuốc gì luôn nha. Ngon lắm á. Ngọt ngay à, cái hộp. Có bạn pizza, chút nữa đủ người lên đi đánh pizza chơi. Bạn pizza bình bông, đánh bình bông. Lửa cho nó hừng lên ha. Hôm nay mình phụ trách làm bếp nướng thịt, nướng tôm, nướng gà, súp. Mấy đứa nhỏ đang chơi ở trên đó. Ở dưới mình đang làm thi chứ đang làm, cho nên che lại để mưa nó tạt. Tới 30 độ luôn nha. Con
cái ngày sau. Nó hỏi ông Sơn cái hình dáng ngày sau. Sơn muốn bán cái Sơn nhiều lắm á. Bữa Sơn nó mua tới cái con 5 con rồi. Bán đi. Còn lâu mới có người mua nữa. Ra cái biển ấy, bị con mà dưới là xíu đuôi chích chân sao chích ra sĩ con nói không sao hả con nhỏ không sao lớn nhất thì có con quá nhỏ 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 tại năm nay nóng đúng không vô bờ có ông mới ông vừa ngày 2 báo là hết rồi mấy tháng 9 nếu mà tháng 9 con không gì tới mà ra cái nay trái càng đỏ nó càng ngọt. Và năm nay ở quầy Thank you.
cho lưới lại phải không? Chưa chín mà còn nhỏ mà nó phải cỡ này nè, rồi nó đỏ hết luôn nguyên trái, tại là bơm bơm đỏ mà nó còn phải hai ba tuần nữa nè. Ra đi chứ chờ về ăn thịt nướng đã ha. Xúc xích nữa nha.
nhìn cái màu thèm luôn. Coi mấy anh đánh bi già. Xong luôn. Ít thôi.
Ăn lại. 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 Ăn lại.